Đồng Thảo và tiết mục đọc một toàn văn của quê hương Media xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay, Đồng Thảo xin gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Phúc Lộc có tựa đề Thương quá gánh hàng xong. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Trải qua bao mùa mưa nắng, giờ đây mẹ tôi đã ra người thiên cổ. Vậy mà mỗi lần nhìn những bà, những chị gồng gánh, chân bước liêu xiêu trên các nẻo đường, là lòng tôi lại quặn thắt nhớ đến hình ảnh lưng còng của mẹ tôi ngày nào cũng rong ruổi quẩy gánh ra đi từ tờ mờ sáng. Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, gia đình sống bằng nghề ruộng vườn. Sau đó vì chiến tranh phải ra thành thị sinh sống, nên mẹ tôi phải bán xôi để nuôi chị em tôi ăn học cho đến lúc thành người. Công việc nấu xôi của mẹ tôi thật vô cùng vất vả. Nào phải thức dậy từ khuya để đốt lò nấu xôi và chuẩn bị các thứ trước khi gánh hàng ra chợ. Trải qua bao sương gió cuộc đời, mẹ đã mòn không biết bao nhiêu đôi dép. Những chiếc gióng đã nhiều lần thay mới. Cây đòn gánh cũng đã mòn nhẵn. Vậy mà mẹ vẫn âm thầm một nắng hai sương, khiến cho những nét hằn càng lúc càng in rõ trên khuôn mặt sạm nắng của người. Dỗi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Trong ký ức của tôi, hình như ngày nào cũng như ngày nào, dù mưa hay nắng, mẹ tôi vẫn mặc chiếc áo túi bạc màu và đầu đội chiếc nón lá rách bươm. Cứ đến giờ là cất gánh lên vai, không bao giờ trễ hẹn. Gặp những ngày mưa gió, ế ẩm, mẹ tôi phải nán ở lại cho tới đứng bóng mới về tới nhà. Đến khi tuổi già sức yếu, tuy giã từ gánh xôi, nhưng lúc nào mẹ tôi cũng quyến luyến bộ đồ nghề. Những thứ quen thuộc đã đi theo mẹ gần suốt nửa cuộc đời. Và để cho đỡ buồn, đỡ nhớ, mẹ tôi đã treo hai chiếc gióng và cái sừng nấu xôi ở gần trái bếp, coi như những kỷ vật không bao giờ phai nhạt. Hôm nào ngoài đường có tiếng sao, "Ai mua xôi không?" là mẹ miên man hồi ức, nhớ lại những gánh xôi đã cùng mẹ tất tả ngược xuôi trên từng con phố vắng. Bản thân tôi cũng thế, mỗi lần nhìn thấy cây đòn gánh và những di vật của mẹ là tôi lại nhớ đến khuôn mặt thân thương và trìu mến của mẹ. Nhớ đến nao lòng. Mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Thật ân hận lúc mẹ còn gánh xôi tảo tần thì mình không có dịp trả ơn trả hiếu. Đến khi mình thành đạt thì mẹ đã đi xa. Giống như ai đó đã từng nói, khi mình hiểu được lòng mẹ thì mẹ mình đã ra người thiên cổ. Giờ đây mỗi lần nhìn các bà mẹ, các chị quẩy gánh hàng rong, chân bước liêu xiêu trên các vỉa hè, lòng tôi lại bồi hồi xúc động, nhớ đến mấy câu thơ của Hoàng Cầm. Mẹ già lại quẩy gánh hàng rong, bước cao thấp bên bờ tre hun hút. Cuộc đời của mẹ
lúc nào cũng oằn vai gánh vác để nuôi con đến ngày khôn lớn. Tất cả việc làm của mẹ tôi đều có thứ ánh sáng toát lên từ cái tâm thiêng liêng từ mẫu. Có lẽ hôm nay và cả mai sau, hình ảnh những người chị, người mẹ lưng còng quẩy gánh hàng rong sẽ còn in bóng mãi trên các vỉa hè và nơi đầu làng cuối phố. Mẹ, mẹ là lọ mía ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nải chuối buông câu, là tiếng gió đêm thâu, là nắng ấm nương sâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Cho dù mai này các siêu thị mọc lên khắp đó đây, song cũng không thể thiếu gánh hàng rong, vì nghề gánh gồng rong rỗi đầu làng cuối xóm để mua bán những mặt hàng bình dân hoặc những món ăn dân dã phục vụ tại chỗ như bánh, xôi, cơm rượu, bắp, khoai, tàu hũ, chuối nấu sẽ tồn tại muôn đời. Trong thời công nghiệp hiện nay, giữa một thành phố nhộn nhịp với muôn ngàn âm thanh náo động, thỉnh thoảng chúng ta vẫn còn nghe âm vang của tiếng giao hàng, đặc biệt là những chiếc đòn gánh cong oằn trên đôi vai nhỏ bé của các chị, các mẹ già thấm đẫm mồ hôi đã khiến tôi ngậm ngùi nhớ đến những bà mẹ suốt ngày lầm lũi, chịu thương, chịu khó quẩy gánh ra đi, cắt còn từng đồng để nuôi con ăn học. Trong đó có những người con thành đạt từ gánh xôi của mẹ. Mẹ già quẩy gánh nuôi con, hai vai chịu nặng, quanh năm gánh gồng. Rồi một chiều nào đó anh về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Đồng Thảo và Tiết Mục đọc một đoạn văn vừa gửi đến quý khán thính giả một bài viết của tác giả Phúc Lộc có tiêu đề "Thương quá, gánh hàng rong". Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đồng Thảo kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tiết mục này kỳ tới.